Hôm nay ngày 7 tháng 10, tại thành phố Sầm Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đây là nội dung quan trọng của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì. Hơn 300 cán bộ hội, thành viên tổ truyền thông cộng đồng và địa chỉ tin cậy đã được thông tin về tình hình phòng chống mua bán người trong nước và trên địa bàn Thanh Hóa, cách thức, kỹ năng tìm kiếm việc làm an toàn có phần phòng chống mua bán người. Ngoài ra, các đại biểu đã được giải đáp một số thông tin về công tác phòng chống mua bán người, tham gia tìm hiểu kiến thức liên quan về giới thông qua cuộc thi rung chuông vàng, trò chơi đuổi hình bắt chữ. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ trước những thủ đoạn tinh vi của tội phạm, cảnh giác kiểm chứng thông tin để không bị lừa gạt, phát huy vai trò của thành viên mô hình tổ truyền thông cộng đồng để tuyên truyền tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng quà cho đại diện các tổ truyền thông tham gia dự án 8.